Sau thành công tại Paris Motor Show ngày 20 và ngày 21 tháng 11, VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ chính thức ra mắt công chúng Việt Nam tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Đồng thời, VinFast cũng chính thức giới thiệu mẫu xe ô tô cỡ nhỏ Fadil và chiếc xe máy điện thông minh Clara. Ngay tại sự kiện này, VinFast sẽ mở bán và nhận đơn đặt hàng cho các sản phẩm mới với ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đầu tiên. Trong đó, tâm điểm của lễ ra mắt là màn xuất hiện của hai ngôi sao mới trong ngành ô tô thế giới, giải thưởng danh giá VinFast được trao tại Paris Motor Show Pháp. Chiếc sedan Lux A2.0 và chiếc SUV Lux SA2.0, hai mẫu xe này được phát triển dựa trên bản thiết kế do người tiêu dùng trong nước lựa chọn. Tiếp đó sẽ là xe ô tô cỡ nhỏ lần đầu tiên được ra mắt công chúng Fadil. Đây là mẫu xe được phát triển từ xe Karoq của Opel, một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức. Theo hợp đồng chuyển nhượng công nghệ từ General Motors GM, cuối cùng là 6 chiếc xe với 6 màu của xe máy điện thông minh Clara, sản phẩm đã gây ấn tượng với màn ngập xe trong nước 30 phút ngày 3 tháng 11 vừa qua. Điểm ưu việt chung của các sản phẩm Lux, Fadil và Clara là mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiện nghi độc đáo. Các sản phẩm đều được nhà sản xuất thiết kế phù hợp tối đa với thể trạng người Việt, cũng như khí hậu và thực tế giao thông tại Việt Nam, kèm theo hệ sinh thái hàng chục nghìn điểm đang được xây dựng để sẵn sàng phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Khu trưng bày xe VinFast tại Công viên Thống Nhất sẽ mở cửa cho đông đảo công chúng đến tham quan, mua sắm từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 20 tháng 11 và từ 9 giờ tới 21 giờ ngày 21 tháng 11. Lễ ra mắt, mở bán và nhận đặt hàng xe VinFast tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 11 và từ 9 giờ tới 22 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại khu đô thị Vinhome Center Park.